Tiếp tục là những diễn biến cực kỳ nóng về drama cờ bạc nợ nần lên đến bạc tỷ của Senna. Hôm nay mời các bạn cùng xem game.com bọn mình đến với update Liên Minh Huyền Thoại. Senna lần đầu lên tiếng sau drama trốn nợ, SVTC và Gam giằng mặt lẫn nhau. Senna lần đầu lên sóng sau drama nợ nần, sự thật về việc thầy ba cứu tú. Những ngày vừa qua, cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam đang xôn xao bàn tán về việc Senna một lần nữa dính vào drama nợ nần cờ bạc. Ngay sau khi bị tố chơi cờ bạc và nợ số tiền gần 1 tỷ đồng, Senna chính thức lên tiếng và xác nhận toàn bộ sự việc là thật. Những phải làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng, hiệu trưởng đã stream trở lại sau nhiều ngày bỏ trốn. Thì trước Tết đầu tiên, điều đầu tiên thì thầy thật sự xin lỗi tất cả mọi người đã đang và ủng hộ thầy đến hiện tại. Thầy xin lỗi mọi người rất nhiều, xin lỗi mọi người rất nhiều. Đây là điều đầu tiên. Còn đấy là xin lỗi chung mọi người thôi. Còn đâu trong những cái chuyện này thì thầy đã lừa dối rất nhiều người rồi. Để mà phục vụ cho cái máu cờ bạc của mình thì thầy đã lừa dối rất nhiều, và nhiều nhất là anh ba và anh Nghiêm. Theo đó, tình trạng này đã diễn ra trong một thời gian rất dài, và mặc dù Senna đã cố gắng stream liên tục để có tiền trả nợ, nhưng do số tiền vay lãi và lãi suất ngày càng một lãi mẹ để lãi con, có tháng lên đến cả 100 triệu tiền lãi, nên nam streamer lại chơi dại khi quyết định quay lại con đường cũ với ý nghĩa đổi đời để có tiền trả nợ. Lúc đầu thầy chơi, về nói về lúc đầu thầy chơi đi, chơi không phải vì nói chung là nghiện đi, nghiện đấy, nói chung là mình nghiện cờ bạc, tại vì mình dư giả tiền, mình nghĩ là mình chơi mình không sao cả, đến lúc mà nợ nần rồi đấy, rồi cứ đến tháng mà gồng tiền lãi ấy, không biết xoay đâu ạ. Xong rồi trong đầu lại chỉ nghĩ là giờ chắc chỉ mỗi tháng thì nó rơi vào tầm khoảng 100 triệu tiền lãi đấy, mỗi tháng đều luôn đấy, là nó sẽ rơi vào tầm khoảng 100 triệu tiền lãi. Rồi đến tháng lãi thì mình cũng không biết mình phải lấy đâu ra cái số tiền đấy, thì mình lại chơi để mình lấy cái số tiền này đắp vào tiền lãi. Không, mấy ngày hôm nay thì thầy cũng lang thang lang chạ rất nhiều nơi rồi. Nói chung là thứ nhất ấy, không có tiền. Lúc mà chuyện như vậy rồi trong người còn đúng 300.000. Lang thang mấy ngày. Rồi đến sáng hôm nay thì về lại đây. Thì hiện tại đang ở nhà bạn thì cũng chỉ nó trong bật máy để stream tạm thôi. Kết quả là tình trạng nợ nần của anh chàng này ngày càng bi đát. Và theo đó, Senna chia sẻ, việc anh Nghiêm đăng bài thông báo về vấn đề này ở một khía cạnh tích cực lại là một cứu cánh cho anh. Bởi khi thông tin được chia sẻ rộng rãi, các chủ nợ đã quyết định không lấy lãi nữa mà chỉ lấy phần nợ gốc. Thầy cảm thấy nhẹ cái đầu lúc mà anh Nghiêm đăng ấy. Thật sự luôn là thầy cảm thấy nhẹ cái đầu. Tại vì sao? Tại vì khi mà anh Nghiêm đăng lên ấy, hầu như là tất cả những đứa mà xã hội nó cho thầy vay thì đều không lấy lãi nữa, và bây giờ thầy đã giải quyết được tất hầu như tất cả, là mỗi tháng sẽ gửi mỗi người một ít, đến bao giờ hết thì thôi. Đây là cái hướng giải quyết, đây là thầy đã giải quyết xong nha, nghĩa là từ giờ là bọn nó sẽ không lấy lãi nữa. Thầy cũng không hiểu tại sao lắm, từ lúc anh Nghiêm đăng lên sự việc nó lên báo chí kiểu như vậy thì hầu như tất cả những cái bọn cho thầy vay ấy là nó sẽ không lấy lãi nữa. Senna chia sẻ, bây giờ mình chỉ muốn nói, ngay lúc này mình muốn làm lại cuộc đời của mình một cách đúng nhất. Em cảm ơn anh Nghiêm đã giúp em sáng mắt ra, nhận thức được mọi thứ và em muốn làm lại cuộc đời mình. Nếu anh cho em quay đầu lại, em hứa với anh và tất cả mọi người ở đây là sẽ quay đầu và làm lại cuộc đời đúng nghĩa. Em hứa cố gắng làm việc để trả hết nợ sớm nhất cho tất cả những người còn đang thiếu.
Anh Nghiêm đang có giúp thầy để thầy làm lại cuộc đời. Còn việc thầy có stream nữa hay không thì thực sự thầy còn muốn stream. Thực sự ngay bây giờ thầy vẫn muốn được làm công việc này. Thầy muốn hàng ngày nói chuyện với mọi người, chơi game cho mọi người xem, hát cho mọi người nghe. Rồi cũng muốn trở về với SBTC. Thực sự thầy rất muốn nhưng bây giờ thầy không thể quay lại được chỗ ấy nữa rồi. Sena cũng gửi lời xin lỗi tới anh Nghiêm, thầy giáo ba và các fan hâm mộ và cả bạn gái Chubby vì đã lợi dụng lòng tin và đánh mất sự tin tưởng của mọi người dành cho anh. Cựu tuyển thủ này cũng chia sẻ về việc thầy giáo ba đã tạo điều kiện cho anh tiếp tục kiếm tiền trả nợ bằng cách giữ nguyên hợp đồng stream hiện tại. Có thể hiểu rằng thầy giáo ba dù rất thất vọng về Sena và phải đưa ra quyết định cấm không cho anh quay trở lại SBTC nữa, nhưng vẫn tạo điều kiện để Sena có một công việc nhằm kiếm tiền trả nợ. Như vậy sau tất cả, Tú lại một lần nữa được anh ba cứu. Dù lần này, cánh cửa trở về với SBTC đã gần như khép lại, nhưng ngâu đó cũng là một bài học để đời cho Sena và là động lực để anh chàng này từ bỏ con đường cờ bạc. Ngoài ra, một bức ảnh khác ghi lại cảnh thầy giáo ba ngồi bên một đống tiền lớn cũng được chính anh chia sẻ. Nhiều game thủ cho rằng đây là hình ảnh thầy giáo ba đứng ra trả nợ thay cho Sena, nhưng dường như thực tế đây chỉ là hình ảnh khi thầy ba đi vay tiền của anh Nghiêm trước đó. Thầy giáo sau đó cũng lên tiếng đính chính. Hình ảnh tôi comment chỉ là nói vui với Nghiêm thôi, là nếu nó chịu trừ tiền tôi nợ nó 1 tỷ, tôi mượn nó khoảng 2 tháng trước, thì tôi sẽ dùng 1 tỷ đó trả nợ cho Sena, chứ không phải là thời điểm hiện tại tôi đi mượn nợ để lấy tiền trả nợ cho Sena nha. Tôi đâu phải thằng điên. Cuối cùng Sena thừa nhận là có nợ phải trả, nhưng cựu tuyển thủ sinh năm 1996 cũng không dám chắc là sau khi trả hết nợ mình có bỏ được cờ bạc hay không. Điều này là một lần nữa khiến cộng đồng bức bối và cho rằng anh vẫn sẽ ngựa quen đường cũ. Đến một lúc nào đó anh có thay đổi được không ấy thì mọi người tự nhìn nhận thôi, tại vì sống hay chết là do anh. Thực sự luôn bây giờ sống hay chết ấy là do mình. Sau cái này không biết là sau khi thầy làm tiếp ấy thì thầy, lúc mà thầy trả hết nợ ấy, thầy có chơi tiếp nữa không? Cái đấy không ai biết được ạ. Đến thầy cũng không biết. Tại vì sống hay chết là do mình nè. Bạn gái Sena, Chubby bị khủng bố tin nhắn gã tin với giá 5.000 USD. Vốn được yêu quý vì sự chung thủy và đồng lòng bên cạnh bạn trai lúc khó khăn, hành động im lặng qua dòng bão và cổ vũ Sena bỏ tật cờ bạc sau biến cố vỡ nợ lần một đã khiến Chubby được đông đảo người hâm mộ ngưỡng mộ. Và khi Sena vẫn dấn sâu vào con đường sa ngã ấy, người ta lại càng thương Chubby nhiều hơn khi cô phải nhận về quá nhiều tổn thương cũng như sự cố không đáng có. Vì Sena đã bị đuổi khỏi Gaming House và đang trốn nợ đâu đó chưa rõ, Chubby đã nhanh chóng tìm nhà mới và chuyển ra khỏi Gaming House ngay trong sáng ngày 10 tháng 12. Rõ ràng Chubby cũng đang trải qua những biến cố lớn trong cuộc đời, nhưng không vì thế mà những thành phần thiếu suy nghĩ buông tha cho cô nàng. Sau khi nén khóc trên stream vì bị chỉ trích là không khuyên nhủ Sena thoát khỏi nợ nần, Chubby vô cùng bức xúc khi bị một người đàn ông lạ mặt liên tục gọi điện vào sáng sớm để gà gẫm hẹn hò với giá 5.000 USD. Dạo gần đây công việc mình khá mệt mỏi, đêm 4 giờ sáng mới chợp mắt được thì không hiểu sao gọi điện rồi nhắn tin cho mình. Mình không có nhu cầu về mấy vấn đề này nên mong các bạn đừng làm phiền mình. Mình đội ơn các bạn rất nhiều. Theo như tin nhắn mà Chubby chia sẻ, một người đàn ông đã liên tục gọi điện qua để gà gẫm cô hẹn hò. Khi bị Chubby dứt khoát từ chối, người đàn ông kia đã ra giá 5.000 USD cho một lần hẹn hò. Chubby tỏ ra rất bức xúc với hành động thiếu tế nhị này và yêu cầu nhận được sự tôn trọng từ cộng đồng. Người hâm mộ đã gửi đến Chubby nhiều lời động viên, cũng như cảm kích về tấm lòng bao dung, tình cảm chân thành không vụ lợi mà cô nàng đã dành cho Sena qua bao lần phản bội lòng tin. Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ cũng cho biết rằng sẽ cố gắng giúp đỡ Sena qua được lần này để có một cái kết đẹp hơn cho cả hai. SBTC Esports và GAM Esports nhằn mặt lẫn nhau về việc chuyển nhượng Slay. Ngày 8 tháng 12, SBTC Esports chính thức công bố đội hình với sự góp mặt của Slay ở vị trí hỗ trợ. Trong thời gian vừa qua, người hâm mộ không khỏi thắc mắc khi fanpage GAM Esports vẫn im hơi lặng tiếng trong suốt thời gian qua. Đội tuyển áo vàng đen không hề thông báo chia tay Slay, từ đây mâu thuẫn xảy ra giữa GAM và SBTC. Sáng 10 tháng 12, SBTC Esports bất ngờ công khai xin lỗi GAM Esports trên fanpage của đội. SBTC Esports xin chân thành gửi lời xin lỗi đến GAM Esports LL vì đã công bố Slay trước khi GAM công bố chia tay tuyển thủ này. Dẫu vậy, lời xin lỗi của SBTC dường như không được chấp nhận. Ngay sau đó, GAM Esports chính thức chia sẻ về thương vụ Slay.
Hiện tại chúng tôi và SBTC đang trong quá trình chuyển nhượng tuyển thủ Slay. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa nhận được những thủ tục cần thiết từ đội SBTC. Tức trên giấy tờ, Slay vẫn đang là tuyển thủ của GAM. Như vậy, Slay vẫn đang trong quá trình chuyển nhượng. Hiện tại, tay chơi hỗ trợ sinh năm 1997 vẫn thuộc về GAM Esports. Điều này khác hẳn những gì SBTC thông báo ít ngày trước đó. Ngay lập tức, ông Cao Lê Tuấn Tú, quản lý SBTC Esports, tuyên chiến với GAM. Trên Facebook, ông viết, mình hỏi nhẹ bạn giám đốc Bùi Nhìn là bạn muốn quậy lên đúng không nè? Giám đốc Bùi Nhìn là biệt danh của anti-fan GAM Esports đặt cho Izumin, CEO của đội. Như vậy, động thái của quản lý SBTC chẳng khác nào tuyên chiến cùng đội tuyển áo vàng đen. Trước đó, SBTC và GAM từng xảy ra mâu thuẫn về thương vụ của No Way, giai đoạn chuyển nhượng VZ mùa hè 2020. GAM Esports thông báo chiêu mộ thành công No Way, nhưng thực tế lại khác, GAM chưa có được chữ ký của No Way. Sự việc khiến SBTC không hài lòng, ông Tuấn Tú công khai chỉ trích GAM. Ông cho biết, No Way phải bỏ rất nhiều dự án để gia nhập GAM để tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp. Vậy mà giờ quý vị vẫn im lặng và chúng tôi không biết ý định của quý vị là gì. Sau khi có quá nhiều thành phần fan quá khích công kích GAM, phía SBTC Esports đã chính thức nhận sai trong thương vụ Slay, người đứng ra thông báo là thầy giáo ba và khẳng định SBTC đã sơ suất làm ảnh hưởng đến hình ảnh của GAM Esports. Đây được xem là hành động mang tính xoa dịu của thầy giáo ba với GAM, không muốn mọi chuyện tiến xa hơn. Ông Cao Lê Tuấn Tú, người sở hữu tổ chức SBTC, cũng đã xóa những bài dằn mặt bằng lãnh đạo đội tuyển áo vàng đen viết vào buổi chiều ngày 10 tháng 12. Nhưng sau thông báo của thầy giáo ba, mọi chuyện nhiều khả năng vẫn chưa kết thúc. SBTC xuống nước, nhưng phía Slay đang có động thái chơi đến cùng với GAM Esports. Cụ thể, Hoàng Thảo, vợ của Slay, vào lúc 17 giờ chiều ngày 10 tháng 12, đã đăng tải một đoạn chat lên Facebook. Nội dung của bài đăng xoay quanh việc GAM Esports đã lợi dụng Slay và đang ôm một khoản lương lớn chưa trả nợ cho tuyển thủ này. Hoàng Thảo khẳng định đó là tiền bỉm sữa của đứa bé sắp ra đời. Cô cũng tỏ thái độ bất bình khi GAM vẫn chưa chịu buông tha Slay để cho anh yên tâm thi đấu trong màu áo SBTC Esports. Bài đăng của Hoàng Thảo đã bị xóa không lâu sau đó, nhưng cũng đủ để cộng đồng Liên minh Huyền thoại Việt Nam sôi sục. Trong khoảng vài tháng trở lại đây, hai chữ nợ lương gần như đã được đính kèm theo hình ảnh của GAM Esports. Chưa biết bao giờ đội tuyển này mới thanh toán được hết nợ nần với dàn tuyển thủ từng thi đấu cho họ. Vậy các bạn nghĩ sao về những thông tin mới này? Hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới nhé!